Nhờ cái này mưa cái bằng đêm nó dồn chừng đây. Cái gì? Cái áo mưa đấy hả? Cái lấy áo mưa dừng bị nó dột xuống. Rồi mình không có tiền mình mua cái miếng bạc dừng thẳng từ trước ra sao sao? Trời ơi, tiền đâu mua con. Cái này nè. Đó, cho nó đành lẽ. Mưa là cô lấy cái mền cô đội. Nó đẹp dột vào chân. Tối bà ngủ ở đâu? Tối cô ngủ đây. Chuyện mà chị mất mà phải đem lên đây mà cái lấy cái này phải dừng lại. Dạ. Trời ơi. Ở xã Long Phước này chưa có ai nghèo bằng gia đình của bác. Nghèo dữ dằn. Dạ cô bác quý chị, thì tiếp theo hành trình của mình thì Bùi Hồ sẽ đi đến nhà cô. Ở đây là mẹ ruột của anh Tài mà nghe nói nhà cũng rất là khó khăn luôn. Và cái việc mà chôn cất của chị nghe nói là cái nhà này dột quá, không có ấy để cho em mới ngủ lại. Anh cầm máy giùm em cho em thắp hương chị, cho con thắp hương chị cái dạ. Cho con thắp hương chị cái. Dạ dạ. Đốt cho em nén hương anh thắp chị. Cũng lượng cái đà đứng cái dáng vừa sạch luôn. Cầm giùm em chị được. Giờ ra đây đi bác. Ngồi đây cũng được nữa. Nhà bác là có một cái vách một hả? Có một vách một. Cái vách bên đó là của người ta. Dạ. Trên một cái ghế. Lấy ghế con. Dạ. Cái vách bên đó là của người ta còn dạ. Cái vách bên đây là mình có tiền dừng một cái vách một à. Dạ. À. Bác là có 6 người con hả? Dạ. 6 người con. Là lúc trước chị mất là bác nói là sao? Hả? Lúc trước mà chị vợ của anh Tài mất á. Anh Nhàn. Anh Nhàn chứ à. Mà bác nói là cho em miếng mũ này đó hả? Dạ. Là sao bác? Bởi vì trên nó dột xuống, ướt hết trơn à. Ướt cái quan tài hả? Dạ. Rồi mới mua mấy mũ á. Qua đây em Nhàn. Rồi mua miếng mũ. Dạ. Mưa xuống là ngủ ở trong này là cũng lấy mền chùm lại chứ. Là mưa là không có cái chỗ nào khô nữa hả? Dạ. Rồi dọn nhà kìa. Trời ơi, bên đó không có vách luôn hả? Không có vách, từ trước tới sao. Vách ké của người ta luôn. Dạ. Bà năm nay là bao nhiêu rồi? 68. 68. Anh Nhàn là thứ mấy? Thứ tư. Còn người thứ hai, thứ ba? Thứ hai ở Tiền Giang theo bên vợ. Dạ. Thứ ba mà Hồng Ngự. Còn chị này là thứ mấy? Út. Út. Nhỏ đó thứ năm. Dâu Út chị này thứ năm. Năm. Nhà mình nhà nhỏ làm sao á. À, nhà mình làm nghề mai hả vậy bà? Dạ. Vậy hả, làm lâu chưa? À, mới mua về mai có 4 ngày là bệnh dịch luôn á, mà mua góp ở ngoài Hồng Ngự á con. Mua cái máy vậy là nhiêu tiền bà? 3 cái nhiều không? 33 triệu. Góp 3 tháng 3 triệu từ đó giờ chưa góp mới góp được có lần. Mới góp được. Mua trả góp hả? Dạ. Ồ, có nghĩa là chị Mai với ai? Với chị này, với chị đó mà mất rồi. Với lại vợ của anh Nhàn. Dạ. Là ba chị em Mai mà mất rồi bây giờ còn gian dở. Dạ. Giờ thì hai chị em hồn lại. Cái nhà của bà là con thấy là cái cột này là đổ bằng xi măng là người ta hỗ trợ hay sao bà? Cái này hồi đó mua của nhà nước nè, 7 triệu. Mua cột đó hả? Dạ, mua nguyên cái nhà. À, Vinaconex người ta hỗ trợ nguyên cái nhà có 7 triệu à? Dạ. Rồi mua trả tiền mặt hay là trả tiền... Chưa có trả. Giờ em đóng cho mấy tiền lời cho người ta. Ồ. Cũng trả góp. Tính ra cũng còn 20 năm rồi đó mà chưa trả tiền được. Trả góp mà 20 năm vẫn chưa trả được cái phần này luôn á hả? Chưa. Rồi ông đâu bà? Chết năm nay nó 4 năm mà. Ờ, ông ở trên đó hả? Dạ. À. Ông bà 68 là ông nhiêu? Cũng 68 luôn. Bằng tuổi luôn. Dạ. Năm nay nó 4 năm mà. Chị này là chị dâu. Con dâu đó, Út. Còn bên đây là gái thứ 5. À, còn vợ anh Tài là thứ tư. Rồi hàng ngày thì nhà mình là ai sẽ là lao động chính để mà có thu nhập thêm? Thằng Út á, bằng ngày được 100 mấy. Mà nuôi vợ, nuôi con mới đẻ, 2 đứa con với bà già. Có ruộng đất chưa không bà? Dạ không có, ruộng đất ruộng chim đó. À, có nghĩa là nguyên cái nền này là bà mua ngày xưa hết luôn hả? Dạ mua mà chưa mua nhà nước mà chưa trả tiền. Dạ. Đòi hoài tiền không trả mà nó không đúng. Nhiều rồi. Thiếu nhà nước nhiều nữa. Thiếu nhà nước cái nền này 8 triệu nè. Dạ. Mà đóng lãi hoài. Vậy ở trong nhà này là bà ở với lại người con út với lại chị này với là chị dâu này với lại chị bên kia. À, các nhà nhỏ rồi sao riêng ha. Là người anh Út đó, anh đi làm là chủ của là gánh vác nguyên gia đình mình luôn á. Dạ, gánh vác hết á. À, mỗi con... ngày 100 mấy vậy sao đủ tiền khi mà đẻ một em bé đó kìa. À, cũng thiếu nợ. À, trước đây thì bà làm cái công việc gì? Hồi đó thì chưa dịch á, còn mà đương thờ mạnh á thì đi mua bát, mua cá về làm khô, khắp đó đủ ăn. Mà cỡ hậu ông chết tới giờ không có mặn gì vô bạc nào chứ. Con nuôi, Út nuôi. Thói quá cuộc sống cổ, thói quá cuộc sống lưng, cuộc sống giò. Bệnh đủ thứ không có ngày nè. Rồi hút thuốc nam để đóng vậy đó. Ồ, thuốc nam ở trong đó đó hả? Dạ. Uống cũng mấy trăm thang rồi đó. Bữa nay không có củi nấu. Dạ, cái miếng bạc này là bà mới dừng đây thôi. Dạ. Trời ơi, chứ nhà mình dột hết rồi. Dột hết trơn rồi. Vậy đó là dột hết trơn. Dạ, ư trơn. Rồi tối sao ngủ bà, mưa sao ngủ? Mưa hả? Mưa thì có mà nó đắt lại ngủ khí. Tạnh mưa thì đỏ. Còn thao ha, thao hứng lên hết trơn. Thì đều mấy cái chỗ nào mà dán nó một là đậu mấy chỗ đốm đó là mấy chỗ đốm này đó hả? Nó này không đi ngay mấy cái mầm chắc lọt giò dưới quá. Bởi lọt chân dưới. Đi, dạ. Không dám đi đi. Còn cái buồn trong buồn đó, lỗ lên á mà. Đó, và cho con đi ra sao được không? Được. Đi vô với bà được không? Được. Dạ. Dạ. Giường không dám để giường phải. Không dám để. Ồ, cái giường cây đó hả? Dạ. Dạ. Đây là giường của... thôi để cho bé nằm đi con quay cái thôi. Ồ, ở đây là cái giường, cái miếng bạc nhỏ xíu vậy đó hả bà? Dạ. Giường vậy không á. Giờ mũ che lên đây. Nhờ cái này mưa cái bằng đêm nó dùng dựng đây. Cái gì? Cái áo mưa đấy hả? Cái lấy áo mưa dừng. Bị nó dột xuống. Rồi mình không có tiền mình mua cái miếng bạc dừng thẳng từ trước ra sao? Trời ơi, tiền đâu mua con. Nói chứ nhiều khi cô 10 bữa không có được 500 bạc cho mình. 500 đồng hả? Ờ, không có được ngàn á. Trời ơi, thì đi mua thuốc đi mua thuốc lên cho hút không? Cái này là hứng thao nè. Trời. Mưa nhiễu mà thao hứng. Ôi. Ồ, mưa nhiễu mà thao còn luôn hả? Quá đổ. Rồi nhà vệ sinh đồ ở đâu? Không có tiền đúc cầu nữa. Cô mắc đi cầu thì cô đi lỡ bộ. Ỉa dưới hầm ta. Đi nhờ cầu ta. Còn này nhà tắm mình đó hả? Dạ. Ôi ôi. Nhà bà ta trời nè. Dồn trên này mối nè. Mối không à. Cái này mưa lớn lớn chắc con không dám ở hôm nay đâu. Mưa lớn lớn bà ở dám ở mấy người lạ lạ rồi. Mưa lớn mà trong này đâu có đi vô được. Mưa ướt rồi trơn nghe, dán ướt rồi trơn à. Rồi đồ bà phơi với bên đó luôn hả? Dạ. Vô tối lấy cái mũ đắp lên, trời mưa mới đắp lên. Còn không mưa băng da cho nó khô. Con thấy cái mùng của bà là con thấy khủng khiếp á. Ừ. Nè cậu bác bên chị đó dáng này nè, bước mạnh là đây là nó ghê quá. Bên đây nè, bên đây là sạch hết trơn á con, mà tại để đồ còn khách cô bằng khô cô mua dỗ rồi đó rồi nó mãi hết trơn, rồi cô để cho nó clip với ba cái lỗ. Dạ. Xe đó là của mình hay sao bà? Không, xe của ông nhỏ con nó cỡ nó bằng thành phố về mua được cái xe. Dạ. Xe có hai chồng em đó đi thành phố. Hai chồng chị ha, gửi đây ha. Lúc mà bị thóc gì đấy điện em mặn không được, cái hai chồng về quê. Ủa, ba qua đây đi. Mà. Dạ. Mà mấy năm chờ được chiếc xe đó. Hai có hai vợ chồng riêng hay có hai vợ chồng chị. Nói chung là cũng đỡ hơn so với bà. Dạ, đúng rồi. Nên thành thử ra là dạ. Nói chung là bà mua nhà nhiêu năm rồi con quên rồi. Cũng 20 năm vậy. Mà không có sửa sang gì được hết trơn. Không có sửa gì hết trơn. Nếu như mà có ước muốn thì bà có ước muốn gì không? Cô ước muốn sao mà có tiền mua thiết lợp nhà với mua bộ dáng này nè. Đó. Cho nó đành đẽ. Mưa là cô lấy cái mền cô đội. Nó đẹp dột rồi trơn. Tối bà ngủ ở đâu? Tối con ngủ đây. Thằng con hai đứa cháu nhân mùng cho nó ngủ đó. Hai đứa cháu ngủ dưới này hả? Dạ, hai kia lên đây ngủ với hai hả? À, hai con của anh Nhàn là ngủ dưới này. Ngủ dưới này. Mưa ướt điện mà trơn hòm hôm đó. Mới phơi đem vô. Cái đó đó hả? Dạ. Là hổng gài là ngủ dưới mới đêm nay lên ngủ đây rồi. Ngủ này lâu rồi. Ngủ 2-3 đêm mà lúc mẹ nó mất. Mẹ nó mất tới giờ. Còn này nó ngủ ở trước mình. Bà thương con dâu dữ lắm mà con dâu bà mất không rồi. Không có giờ phút nào mà không có để trong đầu óc được. Để trong đầu óc này nè. Thương lắm. Lúc mà bị mà không có đi mặn được ha, mấy chị em nhà không có tiền. Bạc gì bệnh không có tiền đi uống thuốc đó, không có tiền đi nhập viện ở sớm để cho đồ chở đi chung quy không có tiền luôn, hôm dịch bệnh không có tiền 1.000 luôn đó. Không có 1.000 luôn. Bà nói là mấy tháng trời mấy ngày trời không có 500 đồng mà. Dạ, một tháng trời không có được 1.000 bạc túi. Cái gì một tháng trời không có 1.000 luôn hả? Thằng này là mua thuốc đem lên cho. Đi chỉ hết. Thuốc gì bà? Hả? Thuốc hút đồ này, thuốc xe hồi đó hồi cô đi bán thuốc hồi 22 tuổi á, mua thuốc giống vậy nè. Cái cô ghiền cô hút, không đâu hút điếu vậy đó, hút hồi 22 tuổi. Nó quen rồi. Nó quen rồi, cái không có tiền mua thuốc hút nữa, con nó không có lấy vậy mua cho mình. Thằng đó nhìn nó mua đem lên cho hút. Là ngày xưa là bà bán thuốc đầu lọc nữa. Dạ, thuốc đầu lọc. Ngày xưa ta bán thuốc đầu lọc khá lắm mà con thấy. Dùng đi bán lẻ thì trăm đó. Chứ người ta làm ta mới khá hả? Dạ. Bé này là con của nhỏ Ngân mới nãy mới thay đồ hả? Mới tắm. Nhìn lớn đẹp gái ra biết. Dạ. Đang học online á. Nghe bà kể mà cái câu chuyện mà chị mất mà phải đem lên đây mà cái lấy cái này phải dừng lại. Dạ. Trời ơi. Sáng anh hôm nay sớm em ra một đống nước nó mới đổ ra. Sáng nước nó dừng lên đó hả? Mưa tối nó động lại ha. Hỏi mưa là đậu nó quằn. Như giờ thấy á, như là giờ mình thấy trắng là nó lủng cái này. Dạ. Hôm nay bà ăn cơm gì? cô ăn cà nước, cà nước với muối tiêu. Không có cá ăn luôn? Tại cô ăn tương. Cô, bà ăn tương đó giờ hả? Không, ăn giấy dâu mà đi nằm bệnh viện gì sống á, ăn tương thác, mà giờ nó chết thôi mình cũng ăn luôn. Vậy đó, thường ngày là ăn tháng thôi 4 ngày à. Rồi giờ trái nó vậy đó, thôi thì giờ nó chết mình cũng ăn luôn. Rồi chị gái đây là hàng ngày làm cái công việc gì? Nó bị đĩa đệm nhất. Chị bị đĩa đệm nó thoát gì? Chị này nè. Nạn dâu nằm, dâu út á. Mấy hồi chưa đồ mai thì đi lượm ốc. Nhỏ đó thì ngày lâm ốc cũng được 30-40 mỗi nhất để điểm. Người ta nói là dùng biên giới khổ thiệt. Nói thiệt chứ chú à, không phải than gì. Một năm mà chưa có ai nghèo bằng gia đình bằng ông Bảo này, đậu xã An Phước này chưa có ai nghèo bằng gia đình của bác. Nghèo dữ dằn. Là không ai khổ bằng bà luôn hả? À, không ai khổ bằng bác á. Bà dám tuyên bố luôn hả? Dám tuyên bố. Nậu xích này. Sao mà em thấy ở thành phố ai cũng làm thất nghiệp chưa á. Ba chị em đi mà hỏi số. Thôi thì nói chung là hôm nay nhờ anh Cát mà con biết được anh Nhàn với lại hoàn cảnh của bà. Dạ. Con này chắc cũng là hữu duyên. Là nữ là từ ở dưới Thanh Bạch Cân lên đây cũng nhờ anh Cát giới thiệu đó. Thì biết được cái khó khăn của bà thì con san sẻ một phần nào cái khó khăn với lại cái gia đình của mình một tí xíu nhỏ thôi, chứ còn sửa được nhà hay không thì cái đó tùy vào cái duyên của mình nữa. Nên là nữ hôm nay con đến đây con đại diện cho Mạnh Thường Quân là chị Siên ở Nhật Bản. Tiếp tục con gửi cho bà 1 triệu đồng để cho bà có thể phù hợp với lại anh gì con út của bà đó, với lại chị mua sữa cho bé uống ha. Đây cái này là chị Siên ở Nhật Bản gửi cho bà luôn ha. Để cho nó mua sữa chứ mua đồ ăn đồ nó ăn. Còn ngoài vấn đề sửa nhà thì tùy duyên của mình chứ con không biết được ha. Một lần nữa thì con xin chia buồn với lại gia đình của bà về cái sự mất mát lớn lao này. Con cũng chia sẻ thay mặt Mạnh Thường Quân chia sẻ phần nào sự khó khăn của gia đình mình. Đó thì có duyên thì với bà cháu anh rồi còn có thể gặp lại. Xin chúc anh luôn cố gắng vượt qua cái nỗi đau này với lại cũng như là điểm tựa tinh thần cho hai bé. Con chào bà, con chào anh.